toán. Diễn viên nam. Diễn viên nữ. Kiến trúc sư. Họa sĩ. Nhà văn. Doanh nhân. Lái xe. Nhân viên thu ngân. Đầu bếp. Giáo viên. Sinh viên. Học sinh. Kỹ sư. Bác sĩ. Dược sĩ. Nha sĩ. Nông dân. Lính cứu hỏa. Người giúp việc. Nhà báo. Luật sư. Thợ chụp ảnh. Nhà khoa học. Y tá.